Hôm nay Ngọc đi gặp một cô gái rất là đẹp, chị Hoa. Thì Ngọc sẽ tặng cho các bạn chủ đề và 4 chữ chọn bạn mà chơi. Đây là một chủ đề nằm ở trong lớp học về ngôn từ. Tại sao mà nó liên quan tới lớp học ngôn từ? Cái lớp học này á, sẽ giúp cho bạn, thứ nhất bạn sẽ học được gì từ những người trong khóa học dạy cho bạn. Thì quan trọng là bạn học ở chỗ khóa học trước. Với lớp học ngôn từ này thì Ngọc sẽ hỗ trợ cho bạn cái cách lựa chọn những người bạn, là bạn lựa chọn như thế nào và cách sử dụng ngôn từ ra làm sao, tùy trường hợp ngữ cảnh mình đặt những câu nói ở đúng chỗ, đúng nơi, đúng người. Cái cách truyền đạt của mình đối với người khác, có những người sao mà khi truyền đạt đó, cùng là một nội dung nói nhưng cái chất lượng và hiệu quả nó lại khác nhau. Nó một người làm kinh doanh như Amway đó, thì cùng là nội dung nói đó, một người diamond nói cái nội dung đó sẽ hiệu quả hơn một người lên phần trăm, lên platinum gì đó, đúng không? Thì đó là một người CEO, là CEO học trò, thì nó sẽ nói cái cũng cái nội dung chất lượng nói đó, thì cái ngôn từ họ thể hiện nó lại ít hiệu quả hơn là người thầy của mình chút xíu. Cho nên là cái bí mật nó nằm ở trong lớp học ngôn từ, cùng là những người diễn giả với nhau. Đó là cô Lan Bơ Siêu á, sao lại xuất sắc trở thành thành viên của Hiệp hội Diễn giả Quốc gia Hoa Kỳ, thì cách sử dụng ngôn từ của cô đưa cô đến con đường đó. Và cái dàn ý lớp học này là hoàn toàn là Ngân Ngọc tự biên lại, và tất cả chúng ta ai cũng đều có thể học và vận dụng tốt. Khi thầy Lê Thẩm Dương á sử dụng ngôn từ làm sao mà những kỹ năng nào thầy dạy thầy đứng lớp cũng rất là chắc, đúng không ạ? Thì bạn muốn học cái gì đó liên quan, trong đó là cái nói khía cạnh dàn ý chủ yếu của lớp học ngôn từ, là chủ yếu tôi muốn để cho tất cả các bạn làm được cái khía cạnh truyền đạt cái bài nói nó xúc tích, nó cô đọng lại và nó làm lưu dấu ấn tượng tốt đẹp và để làm tốt cái câu chuyện và cái hành trình các bạn đang đi kinh doanh. Thì lớp học ngôn từ sẽ chú trọng những người bạn học giỏi văn nè, học giỏi ngoại ngữ, hay là từng học qua về kinh tế học, hoặc là các bạn là chính trị, làm chính trị cũng học được. Các bạn biết dùng từ triết học, dùng từ định lượng chính xác. Các bạn sử dụng được nhiều kiến thức vận dụng của mình và cái kỹ năng hoạt động của bạn trong lĩnh vực đó. Bạn có quan niệm đúng về ngành nghề mà bạn đang làm. Quan niệm nó quan trọng nha. Quan niệm nó đi đôi với lập trường và hiểu biết và cái kết quả công việc của bạn. Rồi bạn chia sẻ được tốt những câu chuyện của người thành công trong nghề. Bạn truyền tải được những điều hay, triết lý, và bạn học được dạy triết lý thương hiệu và bạn cảm nhận được tốt về ngành nghề, thương hiệu vàng của bạn đang kinh doanh. Bạn phải xây dựng ngôn từ á, là con đường tôi muốn giúp cho tất cả các bạn xây dựng được kinh doanh của mình. Có những kinh doanh họ biết sử dụng ngôn từ, họ làm cho doanh nghiệp của họ đi lên, được đài truyền hình công nhận, được báo chí phỏng vấn, được nhiều học giả quan tâm, nhiều học viên. Ngôn từ á, thì bạn phải học cái quan niệm về thái độ xác suất tích cực, và bạn còn phải học qua hiểu về trái tim .org rồi rất là nhiều điều trong đó. Mà trong lớp học ngôn từ hôm nay Ngọc sẽ tặng cho bạn một chủ đề liên quan về cách chọn bạn mà chơi. Cách chọn bạn mà chơi á, ảnh hưởng rất là tốt tới những thứ xung quanh bạn. Bạn có những người bạn tốt á, thì công việc của bạn sẽ tốt và bạn chọn được những người bạn phù hợp đi với bạn con đường đó, đúng không? Thì bạn sẽ có được cái kết quả công việc rất là tốt và họ cộng tác tốt với bạn. Chọn bạn mà chơi, ý nói ở đây bạn chọn làm sao để có những người bạn á, lúc nào cũng giúp đỡ được bạn và họ biết cách hỗ trợ bạn cái gì đó bạn tốt. Bạn chúng ta phải phân ra 4 tầng lớp bạn bè. Tuyệt đối chọn bạn mà chơi thì chơi không được, thấy chơi không xong với nó, nó không rồi với mình cái gì đó, thì cũng đừng để nó thành kẻ thù của mình là tốt á. Người dưng thôi cũng tốt rồi, được không ạ? Thì cái năm phân cấp bạn bè này Ngọc sẽ hỗ trợ với các bạn. Khi mà nhìn thấy nè, tặng cái người bạn đầu tiên,
ai cũng phải có trong đời, đó là bạn thân, bạn tri kỷ, người bạn tốt. Người bạn tốt á là người bạn như thế nào? Thứ nhất á là phải tốt với bạn, dễ hiểu nhất đúng không? Họ đối xử tốt với bạn cái gì đó, họ cho bạn cái gì đó bạn cũng cho họ là cái gì đó. Họ đồng bạn tốt á là người luôn đem đến cho bạn những lời khuyên, những bữa ăn ngon, hay là giúp đỡ bạn thăng tiến cho công việc. Và người bạn đó đồng hành với bạn lâu, ở bên cạnh bạn lâu, chơi thân với bạn lâu. Và thông thường là người bạn tốt mình có thể định lượng theo hai tiêu chí: bạn thấy người đó chơi được với bạn, bản thân bạn phải biết người đó chơi được với bạn. Rồi cái tiêu chí thứ hai là ít nhất ở bên cạnh bạn á là cái người bạn tốt đó là từ 5 đến 7 năm trở lên. Có những tình bạn tốt á đến cả đời luôn đó. Đó là tình bạn tốt, người bạn tốt đúng không? Vậy thì chọn bạn mà chơi á, nếu mà ngôn từ dạy chúng ta cái điều gì? Tại sao có những người bạn á sử dụng ngôn từ với nhau á rồi trở thành bạn với nhau, rồi bạn thân, bạn tốt luôn, là mình nói chuyện, mình biết nhún nhường, mình biết làm điều gì đó với nhau, và cái cách thể hiện cái lời nói của mình mới đem bạn đến cho mình bên cạnh mình. Người bạn tốt có được người bạn cao quý và tốt đẹp đó đỡ hơn có nhiều người bạn tầm thường. Cái thứ hai ông nói là người bạn thứ hai, người bạn tầm thường. Người bạn tốt đó, nếu nói là người bạn tốt là người thầy của bạn, người dẫn đường cho bạn, người trainer, người xuất chúng, người thân bạn cái gì đó, hoặc là người đó yêu quý bạn và cưng chiều bạn cái gì đó, thì bạn coi người đó như là quý nhân rồi. Thì người thứ hai, người tầm thường, nó là những người chơi bình bình, chơi cho có chơi gặp bạn, chơi chung với nhau cho có bạn, là người tầm thường. Là những người họ sống dưới mức tiềm năng, họ sống yên ổn, họ ít qua lại với bạn, rồi họ có bạn cũng không được, mà bạn có họ cũng không sao, bình thường, cuộc sống của bạn nhận rất là tốt, đó là người bạn tầm thường. Những người bạn cao thượng, hoặc người bạn tốt, người thứ nhất mình phải nói á, hơn người bạn tầm thường ở nhiều chỗ là đem đến cho bạn những cái gì đó vui hơn, thú vị hơn, hấp dẫn hơn, tốt hơn, luôn nghĩ cái tốt cho bạn. Còn người bạn tầm thường á thì nghĩ cái tốt cho anh ta nhiều hơn là nghĩ cho bạn. Người bạn tầm thường thua người bạn tốt ở một chỗ đó. Người bạn tầm thường á nghĩ cái tốt về phần ta hơn là anh ta sống về anh ta hơn. Người bạn cao thượng với bạn, người bạn tốt nhất với bạn á, gọi là bạn coi xem người đó như tri kỷ á, thì anh ta có thể là có hai dạng thôi. Anh ta cũng nghĩ tốt cho mình lẫn cho bạn. Cái dạng thứ hai là nghĩ tốt cho bạn hơn, nghĩ cái điều gì cho bạn hơn. Tôi không biết là bạn có may mắn bạn gặp được người bạn nào thôi. Cái người thứ ba, chọn bạn mà chơi á, người thứ ba á, và người thứ tư á, hai người này thì nên ít chơi và đừng gặp là tốt, ít gặp là tốt. Cái người thứ ba á là bạn lợi dụng, cái người thứ tư á là bạn điêu. Bạn mà bạn không cái gì á, tiếng ông nói bạn lợi dụng, bạn điêu, hai người này không ai chơi đúng không? Có thể là làm ngành nghề gì đó hay làm cái gì đó với mình mà mình thấy không xong rồi, khó xài, không xài. Hai hàng top này nhưng vẫn để đó là bạn tốt nhất, là để mối quan hệ ngủ bạn hiểu không? Cái Ngọc muốn nhấn mạnh đấy là hai người bạn đầu tiên này. Trong cuộc sống bạn ít nhất phải sở hữu cho mình người bạn thứ nhất, người bạn thứ hai, người bạn tri kỷ và người bạn bình thường. Phải sở hữu cho mình ít nhất mỗi một người mối quan hệ bạn bè, nên giữ cái số lượng bạn bè là 1-2 người bạn tri kỷ là tốt. Hoặc người đó với bạn tầm thường, số lượng 5-10 người bạn tầm thường. Có được người bạn và giữ được người bạn là hai cái vấn đề khá là nhạy cảm. Người đó với người bạn tri kỷ thì bạn hầu như là bạn đúng không? Tâm sự cũng được, cái gì muốn tâm sự với người đó cũng được, rất dễ. Còn đối với người bạn tầm thường thì thường bạn giữ khoảng cách ở cái chỗ là bạn phải không nói nhiều về công việc, chỉ nói về những thứ khác thôi, không có thổi về công việc. Còn người bạn tri kỷ á thì đó là cái người bạn mà làm cho công việc của bạn thăng tiến hơn, thu nhập bạn cao hơn, cuộc sống mày tốt hơn. Có rất là nhiều ngành nghề mà mình có những người bạn tri kỷ nhiều là tốt. Thì một nhóm người nào đó muốn xuất chúng á thì phải tìm cho mình ra nhiều người bạn tri kỷ. Với các bạn tầm thường chơi cũng được nhưng cũng không đến nỗi. Hôm nay Ngọc sẽ tặng với các bạn 5 cái tiêu chí nhìn sao để bạn phán đoán ra đó là người bạn tri kỷ hoặc người bạn tầm thường. Bạn
chơi như thế nào và bạn sử dụng ngôn từ ra sao và bạn có được người bạn đó. Còn đối với bản thân bạn thì bạn đừng nên để cho những người bạn đó thành người dưng là tốt. Nếu như bạn lỡ mà có gặp phải người thứ ba, người thứ tư, đúng không? Nó chơi nó lợi dụng bạn quá, hay là nó chơi cái gì đó không được, đúng không? Nhìn nó họ không có chỗ xài được, cho nên là bạn đóng nó vô danh sách đen. Nếu có những trạng huống này, trường học quá và đi làm á không có giải quyết cho chúng ta những vấn đề này đâu. Chỉ cho khóa học của mình mới giúp cho bạn. Vì giàu nhờ bạn sang nhờ vợ mà. Bạn muốn khá giả giàu có, bạn muốn thăng tiến, bạn muốn chinh phục cái gì đó, bạn muốn cái thì tức thì là bạn phải biết là xác định lại ước muốn của bạn khi đi làm cái gì đó, là bạn phải chọn bạn mà chơi chứ. Chính vì có những người bạn tốt, bạn mới tiến thân được trên con đường của mình đang đi thôi. Bạn phải có nhiều người bạn tri kỷ, chơi tốt với bạn. Những người bạn chơi tốt nè, cái tiêu chí đầu tiên á là anh ta phải chân thành. Chơi chân thành có nghĩa là chơi không vụ lợi. Vụ lợi là sao? Là lợi gần. Mình chơi nó thời gian mình thấy nó toàn nó lấy lợi ích từ mình đi, mình không được cái gì từ nó, đó là vụ lợi. Thì nó thuộc xuống cái mức, nó là cái giống thứ ba và giống thứ tư rồi đó. Nó là cái dòng giống khó xài và cẩn trọng.